đã về đây để đồng tế cầu nguyện cho Liên Hồng Giang Kim, Nguyễn Ngọc Hồng Dũng. Và cảm ơn quý ông bà, anh chị em thật nhiều, đặc biệt những người từ phương xa đã đến đây. Mặc dù khác niềm tin mà chúng ta, tùy mỗi người mỗi niềm tin, chúng ta dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Thượng Đế, dâng lên Đức Phật hay dâng lên trời, lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta để xin Thượng Đế, Trời Phật chứng giám và nhỏ dịu lòng thương tới linh hồn Việt Dũng là người con dấu yêu của mẹ Việt Nam đã ra đi. Bởi vì anh Việt Dũng đã hy sinh cả một cuộc đời cho người khác. Anh sống không phải sống cho chính mình, nhưng mà anh sống cho người khác. Trong bài giảng hôm nay, mặc dù trong nhà thờ, nhưng mà bài giảng hôm nay sẽ được lồng vào đức tin của Kitô giáo qua các bài đọc mà chúng ta vừa lắng nghe và những chia sẻ về đời sống và tinh thần của anh Việt Dũng. Nhưng mà trước hết chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện như thế này. Khi được hỏi rằng nếu bạn đã chết và đang nằm trong quan tài, và khi người ta, gia đình và người ta đến viếng xác của bạn, thì khi nằm trong quan tài, bạn muốn nghe những người thân hay bạn bè nói như thế nào về bạn? Người thứ nhất trả lời rằng: tôi muốn nghe người ta nói rằng bà này là một người vợ đảm đang, một người mẹ tuyệt vời, bởi vì bà đã hy sinh cả cuộc đời cho chồng và cho con. Chắc chắn rằng bà làm mọi sự để chắc chắn rằng con bà có cơ hội tới trường và thành đạt trong cuộc sống. Bà là một người đàn bà tuyệt vời. Người thứ hai trả lời rằng: tôi muốn được nghe người ta nói như thế này. Ông ta là một giáo sư danh tiếng. Ông ta đã cống hiến cả một cuộc đời cho khoa học và cho giáo dục. Ông ta đã đào tạo cái thế hệ kế tiếp một cách hoàn hảo. Ông ta là một giáo sư tuyệt vời. Người thứ ba thì có vẻ ngập ngừng. Và ông ta trả lời như thế này: tôi chỉ muốn được nghe người ta nói như thế này. Nhìn kìa, ông ta đang nhúc nhích, ông ta vẫn còn sống. Có nghĩa là không ai muốn chết cả. Trong tất cả chúng ta không ai muốn chết cả. Bởi vì sự chết là một mầu nhiệm. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cái chết. Đối với những người có niềm tin như niềm tin Kitô giáo, thì chúng ta biết rằng chết không phải là hết. Vào cái thời điểm chết, chỉ có thân xác của chúng ta chết thôi. Nhưng mà sự sống của chúng ta không chết. Chúng ta tiếp tục sống từ đời này qua đời khác. Vào cái thời điểm của sự chết, cái sự sống của chúng ta không kết thúc, nhưng mà là biến đổi, sẽ được thay đổi từ cái kiếp sống của đời này qua cái kiếp sống của đời sau. Nghĩa là đời sống chúng ta vẫn còn mãi, chúng ta tiếp tục sống mãi. Và đó là niềm tin của Kitô hữu.